Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ Kaká phiên bản Icon The Moment. Cuối cùng thì tiền vệ hào hoa người Brazil cũng đã có được một mùa giải cực kỳ ngon nghẻ với chỉ số tốc độ vàng chói. Cụ thể là cả hai chỉ số tăng tốc và tốc độ đều đạt mức 130. Kaká sẽ là một thử thách rất lớn cho bất kỳ hậu vệ nào nếu họ để lộ ra một khoảng trống mênh mông phía trước mặt. Chỉ cần một thoáng mất tập trung hoặc không quyết đoán, các hậu vệ sẽ ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Hoặc một bài đánh mà anh em có thể áp dụng là khi để Kaká thi đấu vị trí CAM hoặc CF là những tình huống mà cụ sao của Milan chủ động tăng tốc để lao lên xâm nhập vùng cấm đối phương. Khi đó chỉ cần một đường nhả bóng nhẹ nhàng, Kaká sau đó sẽ lướt đi rất nhanh, dễ dàng xuyên thủng được hàng hậu vệ và sút tung lưới đối thủ. Khả năng đi bóng của Kaká cũng được cải thiện khá nhiều. Với những phiên bản trước, nhiều lúc khi bẻ hướng, Kaká sẽ hơi y lệ một chút. Nhưng với phiên bản Icon The Moment lần này, điều đó đã được giảm đi đáng kể. Vì thế mà khi cần rê bóng, xoay sở ở tốc độ cao, Kaká vẫn có thể xử lý tốt, qua đó cải thiện thêm độ hiệu quả cũng như sự khó lường trong mỗi pha xử lý của thiên thần người Brazil. Nói về một tiền vệ công, có lẽ nên đề cập đến khả năng phân phối bóng trước. Nhưng lần này ngoại lệ, mình sẽ nói về khả năng săn bàn của Kaká trước. Bởi vì ghi bàn với Kaká chưa bao giờ là dễ đến như vậy. Cứ có khoảng trống vùng chân là khả năng rất cao sẽ có bàn thắng. Điều đó đến từ bộ chỉ số dứt điểm được dát vàng ở phiên bản này. Trong đó chỉ số dứt điểm là 122, lượt sút 125 và sút xa 120. Với bộ chỉ số khủng như vậy ở thời điểm này, những cú dứt điểm của Kaká khi ở tư thế thuận lợi là gần như không thể cản phá. Quỹ đạo bóng đi rất khó và một lượt sút cực căng, nên trừ khi bị bắt bài, còn lại GK chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Đó là chưa kể với meta sút xa hiện nay, việc để Kaká ở CAM sẽ là mối nguy thường trực cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Anh hoàn toàn có thể giải quyết bế tắc cho đội nhà bằng một cú sút từ xa. Về mặt sút xa, anh em nên ưu tiên sử dụng ZD hơn vì mình cảm nhận độ hiểm của Kaká ở những pha ZD cao hơn số việc sút D thông thường. Và không thể không nhắc đến việc phiên bản này, Kaká đã sở hữu hai chân 5 năm. Điều đó làm tăng thêm độ sát thương cũng như tính ổn định cho những pha dứt điểm bằng chân trái. Chắc không cần phải nói thêm, anh em cũng thừa hiểu độ quan trọng với việc sở hữu hai chân 5 năm trong FC Online, nhất là với những vị trí trên hàng công. Khả năng truyền bóng kiến tạo của Kaká cũng miễn chê nốt. Khi nhận thấy các tiền đạo đang có vị trí tốt, anh em sẽ hoàn toàn tự tin giao phó cho Kaká thực hiện một đường truyền quyết định. Cụ sao của Real vẫn thường biết cách mớm những quả bóng thuận lợi cho đồng đội. Tổng quan, Kaká Icon Moment là một CAM toàn diện. Anh có thể sút xa, anh có thể tăng tốc xâm nhập vòng cấm, hoặc khi cần sẽ tung ra những đường truyền vào điểm chết của hàng phòng ngự đối phương. Vì vậy mà khi Kaká có bóng trước vòng 16-50, chắc chắn đối thủ sẽ bị phân tâm rất nhiều. Vì Kaká có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn khác nhau và lựa chọn nào cũng tiềm tàng những nguy hiểm cho khung thành của đối thủ. Điểm bất lợi hại của Kaká nằm ở khả năng tranh chấp, được sở hữu chỉ số sức mạnh lên đến 116, thăng bằng 122, nhưng chỉ giúp Kaká chịu va đập ở mức ổn chứ không thuộc dạng khỏe. Điều này nhiều khả năng là do cân nặng chỉ 78kg của cựu cầu thủ Milan. Vì vậy khi xếp chơi ở CAM hay CF, anh em nên hạn chế để anh phải tranh chấp với cầu thủ bên phía đối phương. Tổng kết lại, không cần xem, chắc anh em cũng biết đây là phiên bản chất lượng nhất của Kaká. Với những anh em cần một CAM truyền hay, dứt điểm tốt, lại khi cần còn có thể đua xe bắn súng thì khó ai có thể qua được Kaká phiên bản Icon The Moment ở thời điểm này. Và trên đây là bài review của mình về Kaká phiên bản Icon The Moment. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.